Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của thầy: anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của thầy nếu anh em thực hiện những điều thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy nghe được nơi Cha thầy, thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh thầy, thì người ban cho anh em. Điều thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Chuyện kể rằng có một gia đình nghèo gồm 18 người con. Hai người con lớn trong nhà đều chung ước mơ trở thành họa sĩ. Nhà nghèo nên họ quyết định chỉ một người đi học. Họ sẽ tung một đồng xu, người thua sẽ làm thợ mỏ, dùng toàn bộ thu nhập để chu cấp cho người thắng đi học. Sau này thành tài, người thắng sẽ giúp ngược lại. Đồng xu được tung lên, người em thắng cuộc và được đi học. Người anh trong suốt 4 năm làm lụng để nuôi người em của mình. Sau 4 năm thành họa sĩ nổi danh, người em muốn thực hiện lời cam kết ngày nào, nên trong bữa ăn sum họp, người em đứng dậy để cảm ơn người anh trai đã hy sinh 4 năm giúp mình hoàn thành được ước mơ. Người em nói: "Anh Albert, bây giờ đã đến lượt anh hãy theo đuổi ước mơ của mình. Em sẽ lo toàn bộ chi phí và chăm sóc gia đình." Albert mỉm cười rồi bật khóc: "Không, anh không thể vẽ được nữa. Đã quá muộn rồi. Bây giờ, sau 4 năm làm việc trong hầm mỏ, không còn ngón tay nào của anh lành lặn nữa. Thậm chí, bây giờ anh còn bị thấp khớp ở tay phải, nặng tới nỗi không thể nâng nổi một chiếc ly, nói gì đến việc cầm cọ vẽ. Cảm ơn em, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi." Trước tình yêu quá cao vời của người anh, người em đã thực hiện một tác phẩm cẩn thận nhất trong đời, vẽ lại đôi bàn tay của anh trai mình. Với lòng bàn tay hướng vào nhau và những ngón tay gầy guộc hướng lên trời, ông chỉ gọi bức tranh của mình đơn giản là đôi tay, nhưng cả thế giới đều đặt tên cho kiệt tác đó là đôi tay cầu nguyện. Hình ảnh đôi bàn tay diễn tả sự trao ban, hy sinh. Chính nhờ đôi bàn tay của người anh mà người em trong câu chuyện trên đã thực hiện được ước mơ của mình. Hôm nay, Chúa muốn chúng ta chiêm ngắm một tình yêu cho đi nhưng không. Một tình yêu không toan tính, không mong đền đáp, trao ban chính thân mình để nuôi sống nhân loại. Mỗi người chúng ta được mời gọi trở nên tấm bánh cho nhau, tấm bánh của niềm vui, yêu thương, chia sẻ.
Có thể chúng ta là tấm bánh cho những bàn tay rã rời, cho những bàn chân run rẩy, cho những nụ cười đã tắt và cho những con tim chai cứng. Chúa Giêsu đã chịu nghiền nát, hủy mình đi để con người được lành lặn và được sống dồi dào. Lạy Chúa, 33 năm trên khắp nẻo đường đời và trên thập giá, Ngài đã sống trọn vẹn tình yêu trao ban. Xin cho chúng con là những môn đệ Chúa cũng biết trở nên tấm bánh trao ban cho tha nhân để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho nhau.